Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dò dỉ thông tin và đấu đá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam trước Đại hội 13. Quyết định thôi chức bí thư Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Lê Viết Chữ được Bộ Chính trị chính thức đưa ra hôm 8 tháng 7 vừa qua. Nhưng văn bản được cho là quyết định cho thôi chức vụ này được lan truyền trên mạng xã hội trước khi tin chính thức được đưa ra. Truyền thông trong nước dẫn lời một lãnh đạo tỉnh ủy Quảng Ngãi rằng đây là một thông tin nội bộ của đảng. Văn bản trên chỉ lưu hành nội bộ, chưa công bố. Hiện công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra nguyên nhân văn bản trên bị dò dỉ, lan truyền, rộng rãi trên mạng xã hội. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định về việc này rằng ông tin ông chữ mất chức bị dò dỉ ra sớm chứng tỏ trong nội bộ có một số người rất muốn chuyện đó. Không việc gì phải mất công điều tra. Nếu có điều tra thì chính những kẻ chủ trương điều tra là muốn đấu đá nội bộ. Giáo sư Nguyễn Đình Cống phân tích thêm. Cái công văn thôi trước là chuyện rõ ràng, dù chưa ra trước hay sau thì cũng là chuyện đã thôi chức đấu đá nội bộ là chuyện dìm người này xuống đưa người kia lên họ lấy khuyết điểm tội trạng của một anh nào đấy mà chưa ai ở ngoài biết tung lên để làm mất uy tín ai đó thì mới gọi là đấu đá nội bộ chứ công văn được thôi chức bí thư tỉnh ủy thì tôi không cho đó là chuyện đấu đá nội bộ Quy định số 47 quy đề trên TV về những điều đảng viên không được làm nêu rõ, đảng viên không được cung cấp, tiết lộ là mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của đảng, nhà nước, những việc chưa được phép công bố ra ngoài phạm vi nội dung đối tượng cho phép. Theo nhận định của một số nhà quan sát chính trị trong nước, đa số những thông tin bị dò dỉ là do chính sách, chính những người trong đảng đưa ra chứ người ngoài không thể có được. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nêu những khả năng thông tin nội bộ có thể dò dỉ ra ngoài. Công văn lưu hành nội bộ bị dò dỉ ra ngoài thì có ba khả năng. Một là người bên trong đưa ra vì một động cơ nào đấy. Hai là người bên ngoài có liên quan, có quan tâm người ta có thể tìm cách ăn cắp, tìm cách sao chụp, đánh cắp theo kiểu sán điệp một nguyên nhân thứ ba cũng có thể xảy ra nhưng ít thôi đó là do sơ xuất nào đó mà tài liệu bị rơi trong quá trình di chuyển một người nào đó đọc được và thông tin lan truyền ra ngoài như vậy không nhất thiết có người bên trong đưa ra thì thông tin mới bị dò dị nhưng khả năng người bên trong đưa ra là lớn nhất Tại hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng, tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước diễn ra hôm 19 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu, bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích đảng và nhà nước ta. Lúc đó, luật sư Lê Công Định khẳng định rằng người dân hoàn toàn không có khả năng thu thập được những thông tin gọi là mật của nhà nước, trừ khi những quan chức trong bộ máy đó cố tình tung ra bên ngoài để tấn công những đối thủ chính trị ở trong đảng của họ. Có thể nhận thấy trước mỗi kỳ đại hội của đảng, nhiều thông tin được coi là mật được tung để bôi nhọ hoặc là mất uy tín của các lãnh đạo qua các trang mạng xã hội, ví dụ như trang chân dung quyền lực xuất hiện vào khoảng tháng 10 năm 2014 trước Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 12 diễn ra vào đầu năm 2016. Trang này từng loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thanh được trở về Việt Nam, trong khi báo chí nhà nước không đưa một tin dù là nhỏ nhất. Theo nhận xét của nhiều người lúc bấy giờ nếu không có người trong nội bộ của đảng đưa ra thì không ai có thể biết có thể lấy được những thông tin loại bí mật như thế này. Broker người buôn gió từng xác nhận rằng ông đã nhiều lần được các thông tin tài liệu mật về các cán bộ thuộc hàng cấp cao trong đảng mà các tài liệu này đều do các cán bộ bên trong đảng đưa ra nếu đấu đá nhau do tranh chức tranh quyền hạ bệ lẫn nhau. Trung tá quân đội bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng những chuyện này không có gì mới mà nó xưa như trái đất. Theo tôi bản chất vấn đề như một câu nói nổi tiếng của ông Mao Trạch Đông là trong đảng thì có phái mà ngoài đảng thì có đảng. Phái này chơi phái kia, khi có xung đột lợi ích thì nó sẽ chia rẽ bản chất vấn đề có chia rẽ trong nội bộ mà chia rẽ trong nội bộ thì họ chơi nhau bằng hình thức dò dị thông tin, vu khống nhau, hạ nhau hoặc thủ tiêu nhau. Những cái đó xưa như trái đất rồi. Ông Đinh Đức Long nói thêm rằng ở Việt Nam mọi phát ngôn tuyên bố đều là độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả nói dối, lừa đảo. Ví dụ như ông Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9 năm 1969 nhưng đảng lại nói là chết ngày 3 tháng 9 năm 1969 mà chả ai làm được gì cả. Trở lại trường hợp Lê Viết Chữ với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy, Lê Viết Chữ trong thời gian tại chức đã điều động cán bộ của tỉnh đi công tác, học tập ở nước ngoài không đúng tiêu chuẩn, cho thuê đất và giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu thầu quyền sử dụng đất ký văn bản và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị mà doanh nghiệp không đúng thẩm quyền. Tại phiên họp diễn ra hôm 16 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê viết chữ bằng hình thức cảnh cáo. Do ông chữ đã nghiêm túc nhận thức rõ trách nhiệm về những hành vi vi phạm khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trước đó, Bộ Chính trị khẳng định vi phạm của ông Chữ là nghiêm trọng đến mức cần phải xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Sau đó ông Lê Viết Chữ có đơn xin thôi không giữ các chức vụ. Như vậy việc ông Lê Viết Chữ nhận quyết định thôi chức vụ bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi không có gì là bí mật. Vấn đề là thông tin bị lộ ra trước khi có được một công bố chính thức. Ông Đinh Đức Long cho rằng sự việc không đơn giản như vậy Ông giải thích. Nhìn chung có những trường hợp đã có quyết định cho thôi việc nhưng họ lại chạy lên cấp cao hơn nên quyết định đó có thể thay đổi. Nghĩa là quyết định chưa công khai công bố thì vẫn có thể thay đổi được. Trong thực tế lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những sự thay đổi rồi, dự kiến như vậy nhưng phút chót đã được đổi ngược lại. Theo thông tin từ tuổi trẻ online, trang này nhiều lần liên hệ với ông chữ cũng như nhiều lần liên hệ với tỉnh ủy Quảng Ngãi để xác nhận thông tin ông chữ được Bộ Chính trị chấp thuận cho thôi chức vụ. Tuy nhiên, cả hơi cả hai nơi đều không có văn bản trả lời. Dự kiến đại hội 13 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng Giêng năm 2021 ngay trước thềm đại hội. Một số thông tin cho hay rằng cuộc đấu đá đang lên đến cao trào với hàng loạt các chỉ dấu cho thấy những phe nhóm trong dàn quân sẵn sàng đánh phá đánh nhau ngay trước thềm đại hội để loại bỏ các đối thủ chính trị quan trọng. Trong số đó, một cuộc đấu đá được đánh giá là vô cùng khốc liệt cũng diễn ra. Cụ thể, về cơ quan cảnh sát điều tra cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra lại vụ án tử tù Hồ Di Hải, được cho là nhằm cản bước đương kim Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vào vị trí tứ trụ trong đại hội lần thứ 13 sắp tới. Theo các thông tin từ báo Tuổi Trẻ hôm 28 tháng 4 năm 2020, dẫn lời đỉnh từ Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho biết rằng Cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020. Do ông Nguyễn Hòa Bình, tránh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ phị, chủ tọa phiên tòa. Vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án hình sự nổi tiếng tại Việt Nam xảy ra vào tối 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, xã Nghị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trong đó có hai nữ nhân viên bưu điện tên là Nguyễn Thị Ánh Hồng sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Thu Vân sinh năm 1987 bị hạ sát. Cơ quan chức năng công an Việt Nam đã bắt đầu kết án tử hình thanh niên Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan dưới sức ép của dư luận trong và ngoài nước Năm 2014, gia đình Hồ Duy Hải liên tục kêu oan khiến cho chủ, tịch nước Trường Tân Sang lúc đó buộc phải ra lệnh tạm dừng thi hành án đối với tử tù Hồ Duy Hải bằng nhiều chứng cứ cho thấy đây là một trong những vụ án có nhiều sai sót nghiêm trọng về ngành tư pháp như thay đổi trưởng chứng cứ, bỏ sót chứng cứ pháp y như vân tay, dấu máu tại hiện trường, bỏ qua một số bạn khai cung và bạn bản nhận tội của một số bị cáo. Hồi năm 2015, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam khóa 13, Phó trưởng đoàn giám sát Ủy ban Quốc hội khóa 13 đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Bà Nga trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án và cho rằng có đủ 4 căn cứ kháng nghị đó là Thứ nhất, việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện không đầy đủ. Thứ hai là kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan còn có vụ án. Thứ ba là có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng truy tố điều tra xét xử. Thứ tư là có những sai phạm nghiêm trọng trong việc áp đặt bộ luật hình sự. Sau 11 năm kêu oan ròng rã cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm thu hồi quyết định không kháng nghị trước đó của tránh án Nguyễn Hòa Bình, đồng thời đề nghị xóa toàn bộ bản án trước đó đối với tử tù Hồ Duy Hải. Theo một số thông tin trên mạng xã hội trong bối cảnh Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tới gần, việc một số phe nhóm muốn lật lại vụ án Hồ Duy Hải là bước là muốn cản bước của Trương Hòa Bình, đường kim Phó Thủ tướng thường trực vào tứ trụ bởi lẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất cũng là người chịu trách nhiệm chính tích cực nhất trong việc khai thác đề nghị kiến nghị giám đốc thẩm ân xá tử tù hồ duy hải chính là phó thủ tướng thường trực trương hòa bình hiện nay toàn bộ diễn biến vụ án và tiến trình xét xử hồ duy hải diễn ra trong thời kỳ ông trương hòa bình làm tránh án tòa án nhân dân tối cao Đồng thời cá nhân của ông Trương Hòa Bình trực tiếp có nhiều hành vi mang tính chất quyết định về pháp lý trong vụ án. Những hành vi này sau đó bà Lê Thị Nga bóc mẽ là rất nhiều những sai phạm nghiêm trọng. Điều đặc biệt trong vụ án nêu trên cần phải kể đến vai trò của hai ông tướng này. Nếu không chịu trách nhiệm thì ai là người chịu trách nhiệm vào đây? Báo chí đã đưa tin chuẩn bị xét xử sơ xét xử sơ thẩm giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vào mùng 6 tháng 5 đến mùng 8 tháng 5 năm 2020. Hy vọng lần này công lý sẽ được thực thi suốt hơn 10 năm trời Hồ Duy Hải mang án tử hình thấp thỏm o lâu, lo âu, chờ ngày thi hành án có liên quan đến hai ông tướng công an này. Mặc dù tên gọi là công an nhân dân nhưng công an lại ưu tiên bảo vệ đảng cho nên mới có khẩu hiệu công an nhân dân chỉ còn đảng còn mình. Nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh thì nhìn đâu cũng thấy vi trùng, thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Khi lên tướng thì tư duy quan điểm nhận thức càng sâu sắc hơn. Mặc dù Trương Hòa Bình và Nguyễn Hòa Bình đều làm đại biểu quốc hội, tức làm đại biểu cho nhân dân, nhưng lại không bảo vệ người dân, mặc dù chuyển sang ngành dân sự nhưng bản chất vẫn còn là côn đồ. Chỉ cần có nghi vấn thì cho là tội phạm phải trừng trị đích đáng và tính mạng của dân thấp như cỏ rác. Trung tướng Trung Hòa Bình sinh ngày 13 tháng 4 năm 1955 tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Ruột, tỉnh Long An. Hiện nay là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Ông bắt đầu công tác tại Phòng An ninh Nội bộ PA17 Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh năm 1985, giữ chức trưởng phòng làm việc trong ngành công an. Được biết năm 2006 với hàm Thứ trưởng Trung tướng. Ngày 15 tháng 7 năm 2007, ông Trương Hòa Bình được bầu giữ chức tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Mặc dù Quốc hội Việt Nam tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình vẫn theo quan điểm công an là Hồ Duy Hải cần phải chết, đã hai lần đề nghị bác đơn ân xá, lần thứ nhất vào ngày 24 tháng 5 năm 2011. Tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã có quyết định không kháng nghị có tờ trình đề nghị Chủ tịch nước không ân xá giảm án phạt đối với Hồ Di Hải. Lần thứ hai là vào ngày 13 tháng 3 năm 2015. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 khi bị ông Đỗ Văn Đường, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh chất vấn về vụ Hồ Duy Hải, chính án tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm Điều đặc biệt trong vụ án có liên quan mật thiết đến cuộc tranh đua ghế thủ, thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trung tuần vào tháng 1 năm 2021. Từ bây giờ đến đại hội diễn ra có những màn đấu đá thanh trừng, phe phái quyết liệt trong đảng. Để tranh giành các vị trí chủ chốt, đồn đoán trong giới phân tích chính trị cho rằng Đại hội 13 sẽ quay về với truyền thống tứ trụ như trước đây, sẽ không còn việc tổng bí thư kiêm chủ tịch nước nữa mà cái ghế đó sẽ do hai người đảm nhiệm. Lý do là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị Việt Nam khác đôi chút với Đảng đàn anh Cộng sản Trung Quốc hoặc Bắc Hàn. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp Việt Nam cũng quy định hai chức danh này riêng biệt với hai vị trí quyền lực nhất là tổng bí thư và thủ tướng với chức danh Tổng Bí thư nghiên cứu kỹ quy định số 24 được cho là cụ thể hóa nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký thay thế nghị định số 90. Có vẻ như ông Trần Quốc Vượng nắm chắc vị trí ứng viên số 1. Ông Vượng đánh giá ứng viên tiêu chí bất thành văn là người miền Bắc có lý luận, từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao. Ông Vượng đang làm tốt và minh chứng cho năng lực của mình, có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt như quy định 214 đề ra. Với chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ hơn 30 năm trở lại đây đều do chính trị gia kinh qua hai nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Mặc dù cả quyết định 90 lẫn 214 đều mở, chỉ cần kinh qua một nhiệm kỳ ủy viên Bộ Chính trị nhưng thực tế đòi hỏi khắt khe hơn nhiều. Do vậy, mà Nguyễn Phú Trọng đưa Vương Đình Huệ về làm bí thư thành ủy thành phố Hà Nội và vô cùng phù hợp với toàn tính của ông sau đúng là gửi gắm niềm tin vào Vương Đình Huệ như lời phát biểu của ông Trần Quốc Vượng hôm 7 tháng 2 năm 2020 khi Huệ về nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hà Nội thay cho Hoàng Trung Hải, ông Huệ rớt Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, Trần ướt chân giáo vào Bộ Chính trị khóa 13. Ông cũng đảm nhiệm chưa tròn một nhiệm kỳ phó thủ tướng cho nên việc qua mặt các đàn anh sừng sọ để ngồi vào vị trí thủ tướng là không thuyết phục. Thêm nữa, chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hà Nội là nơi có thể để Ông ta thể hiện bản lĩnh và khẳng định vai trò không phải là tráng men để quay ngược về nắm chính phủ. Niềm tin gửi gắm của ông Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng dành cho Vương Đình Huệ sắp đặt khác trong tương lai gần. Chính trường Việt Nam luôn chứa đựng rất nhiều ẩn số. Các kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gây cấn vào phút chót. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu có một ngày ông Huệ sẽ ngồi vào vị trí Tổng Bí Thư như vậy, chức danh thủ tướng sẽ có hai ứng cử viên là ông Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình hiện nay. Ông Bình là thành viên ban bí thư ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, nhiệm kỳ thủ tướng 2016-2021. Có người khen cũng nhiều người chê cũng không ít. Ông Phúc điều hành chính phủ có vẻ thuận lợi và xuôi chèo mát mái hơn nhiệm kỳ thứ hai của người tiền nhiệm Nguyễn Văn Nguyễn Tấn Dũng. Kinh tế xã hội chính trị được cho là ổn định. Ông Phúc làm vừa lòng ông Trọng khi chủ động gián tiếp khen ngợi việc giải quyết sự cố Formosa và đại dịch virus Vũ Hán là điểm cộng dành cho CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Những con số sau cũng làm cho ông Phúc mở mày mở mặt. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng Trương Hòa Bình đang làm đủ mọi cách để vượt lên các vị trí quan trọng trong chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.